Sóc Trăng có ý nghĩa là kho chứa bạc của nhà vua. Tên gọi Sóc Trăng dựa theo những bộ sử như Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, Địa Bà Nam Kỳ Lục Tỉnh hoặc những quyển sách khảo cứu của Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Lê Hương, Hứa Hoành, thì xứ Sóc Trăng xưa có tên là xứ Ba Thắt. Ngày xưa, ông cha ta dùng tên gọi này để nói về nhiều địa danh khác và thổ sản như cửa sông Ba Thắt, gạo Ba Thắt. Trước đó, Sóc Trăng thời Minh Mạng còn có tên là Ba Xuyên, Nguyệt Giang. Riêng về địa danh Sóc Trăng có hai cách giải thích như sau. Giải thích thứ nhất là Sóc Trăng xuất phát từ tiếng Khmer đọc trại ra từ chữ Sóc Trán, có nghĩa là bãi sậy. Vì ngày xưa, vùng đất này có nhiều lau sậy hoang vu mà nhà văn Lê Hương đã miêu tả. Giải thích thứ hai, Sóc Trăng phiên dịch theo tiếng Khmer là Sóc Khờ Lan, mà ra Sóc nghĩa là xứ, là cõi, Khờ Lan là kho, là vựa, chỗ chứa nhiều vàng bạc của nhà vua. Còn phiên âm tiếng Việt thành ra Sóc Kha Lan có nghĩa là Sóc Trăng. Sóc Khờ Lan là xứ có nhiều kho, vựa, cũng thường được hiểu theo nghĩa là nơi có kho chứa vàng bạc của nhà vua. Có lẽ tên gọi này bắt nguồn từ việc vùng đất Sóc Trăng thuở xa xưa là một nơi giàu có nên sản xuất thương mại phát triển mạnh. Tên gọi Sóc Trăng lại được người đời thi vị hóa thành sông Trăng. Từ cách gọi tên này mà dưới triều Minh Mạng, tên Sóc Trăng được đổi thành Nguyệt Giang, nghĩa là sông Trăng theo nghĩa Hán Việt. Dưới thời Nguyễn, Sóc Trăng thuộc địa giới phủ Ba Xuyên, tỉnh An Giang. Vào thời thuộc Pháp năm 1900, tỉnh Sóc Trăng được thành lập. Trong đợt thay đổi địa giới hành chính năm 1956, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu sáp nhập thành tỉnh Ba Xuyên. Sau ngày đất nước thống nhất từ năm 1976, Sóc Trăng và Cần Thơ được sáp nhập để thành lập một tỉnh mới có tên là tỉnh Hậu Giang. Đến năm 1991, Quốc hội Việt Nam ban hành nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Ngày nay, Sóc Trăng là địa danh du lịch đặc sắc ở miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh những ngôi chùa Khmer tuyệt đẹp, tỉnh Sóc Trăng còn có nhiều di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và đặc sản rất hấp dẫn. Sóc Trăng và những điều thú vị. 1. Sóc Trăng có tên huyện trùng với tên Cù Lao, đó là Cù Lao Dung. Cù Lao Dung là cồn đất chạy dài hơn 40 km trên sông Hậu, càng về cuối càng nở ra. Huyện Cù Lao Dung nằm giữa hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, gồm ba hòn Cù Lao nhỏ là Tròn, Dung và Cồn Cọc gộp lại. Cù Lao Dung là huyện duy nhất Sóc Trăng còn những loài động vật quý hiếm là khỉ, rái cá, dơi, cò. 2. Sóc Trăng không giáp Bến Tre. Tỉnh Sóc Trăng thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở cửa nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh 231 km, cách thành phố Cần Thơ 62 km. Phía bắc và tây bắc Sóc Trăng giáp Hậu Giang, phía tây nam giáp Bạc Liêu, phía đông giáp Trà Vinh, phía đông và đông nam giáp Biển Đông. 3. Ốc Ôm Bóc là lễ hội nổi tiếng của người Khmer, được tổ chức hàng năm ở Sóc Trăng, còn được gọi là lễ cúng trăng. Lễ hội Ốc Ôm Bóc còn gọi là lễ cúng trăng của dân tộc Khmer Nam Bộ, được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 10 âm lịch hàng năm ở Sóc Trăng. Đây là lễ hội lớn và được chờ đợi nhiều nhất trong năm, bởi với người Khmer, mặt trăng được xem như vị thần điều tiết mùa màng giúp họ làm ăn khá giả. Lễ vật thường là lúa nếp được quết thành cốm dẹp cùng với dừa và các loại bánh trái cây khác. Trong đêm cúng trăng, người ta còn tổ chức thả đèn nước trong hồ nước ngọt và trên sông. Ngoài ra, lễ hội còn có thi đấu thể thao truyền thống, các hoạt động văn hóa và nghệ dân gian như hát dù kê, múa rong vong, thi cờ ốc, thả đèn nước, hội thi trang phục dân tộc. Trong đó, hoạt động sôi nổi và náo nhiệt nhất được mọi người mong đợi nhất là đua ghe ngò. 4. Sóc Trăng có ngôi chùa nổi tiếng là Bửu Sơn Tự với hàng nghìn pho tượng và cột nhà được làm bằng đất sét. Sóc Trăng có hơn 200 ngôi chùa của cả ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Nổi tiếng có thể kể đến là chùa Dơi, còn gọi là chùa Mã Tộc hay là chùa Ma Ha Túp, chùa Đất Sét, còn gọi là Bửu Sơn Tự, chùa Khờ Lán, chùa Chén Kiểu, còn gọi là chùa Sa Long, chùa La Hán, Bốn Mặt, còn gọi là chùa Ba Rai, chùa Phật Học, Khánh Sơn, chùa Hương Sơn và chùa Đại Giác, v.v. Bửu Sơn Tự được xây dựng vào thế kỷ thứ 20 do dòng họ Ngô tự lập để tu tại gia. Ban đầu chỉ là một am nhỏ bằng cây lá trên một diện tích nhỏ hẹp. Trong sảnh điện thờ cũng rất đơn sơ, mãi đến đời trụ trì thứ tư là ông Ngô Kim Tòng, am nhỏ mới được tôn tạo, mở rộng và có thêm nhiều tượng thờ như ngày nay. Nhìn bề ngoài,
chùa giống như các ngôi chùa nhà dân khác, không lớn, mái lợp tôn, vách ván, khung bằng gỗ dầu, gỗ đước, mặt trước quay vào trong, phía sau chùa quay ra đường. Với kiến trúc hình chóp nhọn phía trên và mái thấp xòe ra như cánh dù phía trước, làm cho chùa có hai tầng mái, tầng dưới khá hấp dẫn. Chánh điện nằm sâu bên trong, tính từ cửa chính vào, sau đó là các gian thờ Phật Mẫu, Diêu Trì, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chùa có hàng nghìn pho tượng làm bằng đất sét, cột chùa cũng được ốp bằng đất sét và 4 đôi nến cao lớn được đúc từ năm 1940. 5. Sóc Trăng là quê hương của nhà văn hóa, học giả Vương Hồng Sển. Vương Hồng Sển sinh năm 1902, mất năm 1996, quê Sóc Trăng, là nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam, rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Ông rất ham mê đọc sách và thích ghi chép tất cả những điều tai nghe mắt thấy. Phần lớn tác phẩm của ông rút tỉa từ những tài liệu dưới dạng hồi ký. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã sớm biểu lộ sự ưa thích đồ cổ. Một giai thoại do chính ông thuật lại, mẹ ông biết con mình không thích ăn mắm. Một hôm bà đem về một mắm lóc nguyên con và nói rằng đây là thứ mắm quý vì đã giữ được 10 năm. Thế là vì tò mò, ông đã ăn thử và từ đấy không sợ mắm nữa. Sau khi về hưu, ông chuyên sưu tập các loại sứ gốm cổ, khảo cổ về hát bội, cải lương. Ngoài ra, ông còn khảo cứu về các trò chơi cổ truyền đá dế, chọi gà, chọi cá, chơi chim, trồng kiển, nghệ thuật chơi cổ ngoạn, nghiên cứu về chuyện Tiểu Lâm xưa và nay. Ông đã sưu tầm được hơn 800 cổ vật, trong đó nhiều và độc đáo nhất là đồ gốm men xanh trắng thế kỷ 17-19, đồng thời xác định niên đại và phân loại một số đồ gốm. Các công trình nghiên cứu của ông được giới chuyên môn đánh giá cao. 6. Bánh bía là loại bánh đặc trưng ở Sóc Trăng. Bánh bía nổi tiếng nhất và tạo nên thương hiệu là bánh bía Sóc Trăng. Bía là âm đọc của người Triều Châu, có nghĩa là bánh. Bánh hình tròn, dẹt, còn có một tên gọi khác là bánh lột da, vì lớp da bánh bên ngoài rất mỏng, bọc lấy nhân bên trong là lòng đỏ trứng vịt muối, khoai, mứt các loại. Những chiếc bánh bía nguyên thủy chỉ có nhân thịt heo và đậu xanh, nhưng khi đến miền Tây Nam Bộ, người dân ở đây đã biến tấu thay đổi theo khẩu vị cho phù hợp. Bánh bía ngày nay, ngoài nhân thịt và đậu xanh còn được chế biến thêm nhiều loại nhân như khoai, hột vịt muối và thêm một nguyên liệu quan trọng giúp chiếc bánh trở nên đặc sắc của vùng Nam Bộ là sầu riêng. Bánh bía thường có hình dáng nhỏ, tròn, vừa phải, rất tiện lợi có thể cầm ăn, bánh không quá bở, mềm, có độ dẻo vừa phải để khi mới ăn không tan ngay.